đi đêm là sáng trưng. Thay vì bình thường đi đâu mình phải đem theo một cây kính mắt để đi ngày, một cây kính trong để đi đêm, bây giờ chỉ cần một cây kính đổi màu thôi, đi được cả ngày lẫn đêm luôn rồi. Trong khi tất cả những cây kính đổi màu khác rẻ nhất là 500-600, em xả cho mình cây này 269.000. Không một cái mẫu nào ưu đãi bằng mẫu này. Lên liền cho em cú pháp của cây này: đổi màu 32 và kèm số điện thoại. Đi đêm màu trong suốt, đi đêm nhìn mọi vật sáng hơn, rõ hơn, chống được đèn xe, đèn pha ô tô và đèn đường. Đó, đi đêm tăng độ sáng, giảm độ chói cho mình. Và đặc biệt trong này mình xài cực kỳ là bền, làm rơi làm rớt va đập không sợ bể, không sợ trầy. Đây, bảo hành một đổi một luôn. Lên liền cho em cú pháp là đổi màu 32 và kèm xoay ngoại nha. Vừa sang, vừa xịn, vừa bền, vừa đi được cả ngày lẫn đêm. Thay đổi được hai phong cách khác biệt nhau mà chỉ có 269.000. Cái giá này á, nó chưa bằng một cái bữa ăn của mình, mà mình đã có ngay một cây kính đẳng cấp để đi cả ngày lẫn đêm rồi. Đáng để mua nhất là cây kính này, anh nào mà không chốt là tiếc nha. Đổi màu 32 kèm số điện thoại. Nghe thật kỹ, nhìn thật kỹ và chốt thật là nhanh cho em. Ban ngày nó là kính mát, ban đêm nó là kính trong. Hai phong cách khác biệt nhau, chỉ cần một cây kính này thôi, đi cả ngày lẫn đêm vô tư luôn rồi. Đó, lên liền cho em là đổi màu 32 và kèm xoay ngoại 269.000 nha. Những cây kính khác em không biết, còn riêng cây kính này bao giá toàn thị trường, bao giá toàn quốc cho anh trai mình luôn. Không bao giờ bất kỳ một shop nào mà dám bán cái giá này. Đó, đổi màu 32 kèm số điện thoại là có đơn 269.000, không một cây nào rẻ bằng nữa nha. Lên liền cho em cú pháp mã kèm số điện thoại là tự động có đơn luôn. Cây này mã của nó là đổi màu 32, đi cả ngày lẫn đêm. Trong kính tự động đổi màu trong vòng 10 phút khi đi ra ngoài trời nắng nha. Ban ngày là kính mát mà ban đêm là kính trong. Đó, đổi màu trong vòng 10 phút rất là nhanh. Hai phong cách hoàn toàn khác biệt nhau. Trời càng nắng là màu càng đen, trời nắng nhẹ và màu khói, và đi đêm thì sẽ là màu trong. Rồi, đi đêm chống được đèn xe, đèn pha là duy nhất chỉ có cây này thôi. Đổi màu 32 và kèm số điện thoại là có đơn luôn nha. Rồi, bây giờ em sẽ lên tiếp cho anh trai mình một dòng kính cực kỳ đẳng cấp luôn. Từ nãy tới giờ là không một cây nào mà đẳng cấp được bằng cái cây này. Dòng này nha, em chỉ còn khoảng 6 cây thôi. Em để dành từ nãy tới giờ một con kính mà anh nào chỉ cần nghe cái thương hiệu thôi là thích liền. Hàng xách tay từ Đức về, chuẩn từng mm luôn. Một con kính Audi trồng Polaroid phân cực nha. Đẹp xuất sắc, đơn giản mà đẹp, càng đơn giản là càng sang. Mang vào là đẳng cấp khác biệt liền. Bình thường cây này là phân khúc cao cấp mắc tiền. Em bán cửa hàng giá niêm yết của nó là 2.3 triệu. Hôm nay em còn có 6-7 cây thôi. Em để cho anh trai mình một mức giá trải nghiệm luôn. 299.000 con kính Audi này. Tặng kèm mỗi anh trai một bộ hộp da cao cấp trị giá 100.000. Lên liền cho em cú pháp của cây này: siêu VIP và kèm số điện thoại là có đơn nha. Cây này mã của nó là siêu VIP. Đã gọi là siêu VIP rồi. Cây này mà không VIP thì cây nào VIP đây? Đẹp từ cái form cho tới cái gọng. Ở bên trên cái cầu nè, và hai bên gọng là logo Audi. Thiết kế 3D rất là sang. Bên trong gọng kính có chữ là Made in Germany, là hàng của Đức. Và đặc biệt, khi mình xài một cây kính Audi, ai nhìn thấy đều phải trầm trồ cây kính của mình. Nhìn vào là tưởng đâu 3-4 triệu một cây, tại vì Audi nó không bao giờ có giá rẻ đâu. Nhưng ngày hôm nay em xả luôn 299.000 thôi. Lên mã cho em là siêu VIP kèm xuyên thoại nha. Riêng cây kính này chỉ sale một lần duy nhất và không có lần thứ hai. Anh nào mình cần tìm một cây kính chất lượng và đẳng cấp á, đi đâu mình xài mình cũng tự tin, thì mình phải xài cái cây kính này cho em. Đó, mình đeo cái kính của Audi vào á, ai cũng phải nhìn mình với một ánh mắt khác liền. Đặc biệt là hàng cao cấp trồng Polaroid. Trồng kính này là trồng phân cực, đeo vào thấy xe, bỏ ra không thấy xe. Chống bể, chống trầy, chống chói và chống lóa nha. Đặc biệt còn có một lớp ván dầu nano màu xanh, chống chói gấp 3 lần cho mình. Đi giữa trưa nắng 12 giờ trưa, không một cây nào mát mắt bằng cây kính Audi. Mang vào đẳng cấp sang trọng như một đại gia. Kể cả Mercedes, kể cả Porsche, không bao giờ đẳng cấp được bằng Audi. Lên liền cho em cái mã là siêu VIP nha. Cây này em chốt thêm cho 3 người cuối cùng nữa thôi. Dạ rồi, mã của nó là mã siêu VIP nha. Anh nào đặt hàng để lại đúng cú pháp cho em là tự động có đơn, em không có đọc comment đâu. Siêu VIP 299.000, không mua thì thôi. Đã mua là phải mua những cái thương hiệu đẳng cấp như thế này. Xài á, không có sợ bị đụng hàng. Và đặc biệt là xài cây kính này, ai cũng phải nể mình. Nhìn là biết kính hiệu đắt tiền liền.
siêu VIP kèm số điện thoại 299.000 cây này. Rồi hết hàng luôn. Bây giờ lên một cây kính đi đêm cho anh trai mình. Anh trai nào mà hỏi em là em ơi cây kính nào là cây kính đi đêm tốt nhất, thì bây giờ em lên cây kính này. Dòng kính này là dòng kính đổi màu trồng màu vàng, là được cải tiến và nâng cấp nhất nha. Cái trồng kính này em sẽ test cho mình xem. Soi trồng kính này vào trong tia UV, ngay lập tức nó sẽ đổi màu. Nhưng cái cây này nó đổi từ một màu vàng qua màu đen, khác biệt với tất cả những cây kính khác luôn. Đổi được 3 màu khác nhau, 3 phong cách khác nhau. Buổi trưa màu đen, buổi chiều màu khói và đi đêm là màu vàng. Không một cây kính nào đi đêm tốt bằng cây kính màu vàng nha. Rồi dòng kính này bình thường em bán là 2 triệu một cây, hôm nay còn dư được 12 cây. Em sẽ để cho mình một mức giá cực kỳ sốc luôn, ưu đãi nhất từ đầu la tới giờ và chưa bao giờ từng có cái giá này, là 229.000 một cây kính đổi màu. Và tặng kèm cho mình hộp da, khăn lau đầy đủ luôn. Lên liền cho em cú pháp là 3 màu kèm số điện thoại nha. Cây này mã của nó 3 màu và kèm số điện thoại. Trời càng nắng là màu càng đen, trời nắng nhẹ là màu khói và đi đêm là màu vàng. Đi đêm á, sáng trưng như mình đang đi ban ngày, nhìn mọi vật rõ.